Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là Hưng lại có thêm một chiếc xe rất là đẹp. Đó chính là Kia Carrera 2013 phiên bản số sàn. Thì chiếc xe này là chiếc xe một chủ và nó là biển Đà Nẵng các bác ạ. Biển thành phố với cái quãng đường đi được của chiếc xe này là 7 vạn 8 các bác. Đấy. Chiếc xe này chúng ta có một cái nội thất cực kỳ đẹp. Rất là đẹp này. Có thể kể đến thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên chúng ta có cái vô lăng đấy. Trước tiên là Hưng xin nói cái giá của chiếc xe này đấy. Thì nó có giá bán là 325 triệu bao biển số các bác, và giá bán không thương lượng. Thì chiếc xe này Hưng xin nhắc lại thông tin, đó là chiếc xe Kia Carrera đời 2013, được chưa? Và là số sàn, máy xăng. Đấy. Chiếc xe đã chạy được 7 phần 8 và có giá bán là 325 triệu bao biển số. Vô lăng chúng ta là vô lăng đây, con nút bấm trên vô lăng. Rồi chúng ta có cái chìa khóa cơ, điều hòa tự động. Đây. Điều hòa tự động và có lẽ là điều hòa này. Điều hòa tự động mà, và thể hiện cái nhiệt độ bên ngoài là chúng ta thấy được đó là 29 độ, 29 độ C đúng không, nhưng mà bên trong là 19 độ 5. Đấy. Đây, cái quạt gió của nó, hòa tự động một vùng. Con này là cái phần tay của nó là phía dưới. Rất là đẹp, rất là đẹp các bác ạ. Ghế da và ghế này là ghế chỉnh điện các bác ạ. Ghế chỉnh điện, con này là ghế chỉnh điện ở 6 hướng. Đây. Đấy, thì bác nào mua con này là 7 chỗ thì về chạy dịch vụ cũng khá là tốt, gia đình cũng rất là tốt. Cái xe này nó còn rất là đẹp. Đấy. Ghế da với cái viền chỉ ghế đỏ rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Con này có cả cửa sổ trời các bác ạ, có cửa sổ nóc đây. Đấy. Góc giữa A thì nó làm chỗ này một cạnh chúng ta nhìn được phía chỗ này nên là nó rất là tiện. Hai bên được chưa, tắp bi tắp lô cửa, tắp lô tắp bi cửa rất là đẹp và không có nhiều vết trầy xước. Đây, phần này được mã cái phần chrome, nhìn nó rất là sang, nó mờ, sơn mờ rất là đẹp, màu xám, màu titan. Được chưa? Cả ba hàng ghế đều có cái bộ ghế da rất là đẹp, và đây là có lẽ là ghế da riêng theo xe. Ok, bây giờ sẽ giới thiệu ở phần hàng 2, hàng 3 cũng như là cái ở bên ngoài xe. Được chưa? Để chúng ta xem chi tiết về xe. Còn cái giá bán thì nói rồi, đó là 325 triệu. Ok. Vậy chúng ta sẽ đi ra bên ngoài thôi. Đây. Tự nhiên nói là con ghế, con này là cái chỉnh điện 6 hướng, được chưa? Đấy, với lại phần tắp bi cửa rất là đẹp. Con này có cái màu, đó là cái màu xám. Đây, màu xám. Mâm xe là mâm đúc và bốn thân đĩa trước sau. Đấy. Mâm theo xe các bác nha. Đấy. Bây giờ sẽ cho mọi người xem cái hàng ghế thứ hai của xe. Đây, phần tay nắm cửa mặt chrome còn cực kỳ sáng luôn. Đấy. Đây, hàng ghế thứ hai có cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai. Được chưa? Có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Rất là đẹp. Cái da cực kỳ nục này, chúng ta sẽ một lãi như thế này là chúng ta mở được cái hàng ghế lên rồi đấy, và như thế này thì chúng ta có thể leo vào hàng ghế thứ ba với một cái độ rộng khá là tuyệt vời. Con này 7 chỗ quá tuyệt vời các bác. Nếu như mà với một giá tiền 325 triệu sở hữu được một xe 7 chỗ thì các bác hãy chuyển tiền chuyển khoản ngay cho Hưng để mà đặt cọc chiếc xe này. Nếu như mà một người nào đó đang tìm cái dòng 7 chỗ giá như thế này, được chưa? Đấy, không nói nhiều nữa vì cái xe này quá đẹp. Đấy. Đóng cửa cực kỳ êm luôn. Đấy. Xe có giá nóc này. Đấy. Gương chiếu hậu là có xi nhan bố rẻ này. Rồi những phần ốp mà chrome bên ngoài. Chúng ta thấy một cái xe nó khá là đầy đủ. Chưa kể là con này có cái hệ cái đèn nó là đèn pha, là đèn led các bác. Đấy. Đèn chiếu xa, đèn led và đèn halogen, cũng như có cái đèn led ban ngày. Ở đây rất là đẹp. Đấy. Rất là tuyệt vời.
màu xám. Rồi phía sau xe, phía sau xe thì đây, xe rất là đẹp đúng không, 7 chỗ, 7 chỗ, chiếc xe 7 chỗ vừa với túi tiền những người đây 7 chỗ khá là rộng rãi và rất là đẹp. Đấy, ok, không nói nhiều nữa. Nếu như mà các bác nào con xe này thì có thể alo trực tiếp Hưng. Đấy, Hưng có thể khẳng định luôn là các bác không cần phải xem lại xe qua cái video của Hưng làm. Đấy, nếu thích thì có thể đặt cọc luôn ngay bây giờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ video để giúp cho Hưng có thêm lượng khách hàng từ kênh YouTube. Đây, chân thành cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.